Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món đậu bắp xào tỏi và bí quyết để giúp cho món đậu bắp được xanh và giòn hơn đó các bạn. Để làm món ăn này thì ở đây mình có chuẩn bị nửa ký đậu bắp. Tỏi thì mình sẽ dùng 50g và ớt thì mình dùng để trang trí cho đẹp nhé. Về phần gia vị thì đây mình có chuẩn bị 1 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê dầu mè, nửa muỗng cà phê dầu hào, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Tiêu xay thì khi mà mình nấu xong thì mình sẽ rắc vào ít cho nó thơm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi rửa đậu bắp. Đây mình sẽ rửa với lại 1 muỗng cà phê muối nhé. Mình sẽ cho muối vào trong với nước, sau đó cho đậu bắp vào. Đậu bắp này thì mình mua ngoài chợ 15.000 một ký đó các bạn. Mình sẽ ngâm đậu bắp trong nước muối khoảng 10 phút. Khi mua đậu bắp thì các bạn nên chọn những trái đậu bắp mà nó non và nó nhỏ nhỏ như vậy nè, ăn rất là ngon nha các bạn. Và đặc biệt là mình nhìn ở trên cái phần da đậu bắp này thì các bạn sẽ thấy nó có những cái lông lông nhỏ nhỏ đó, thì đậu bắp nó rất là non luôn. Đây các bạn thấy nè, mình bẻ ra các bạn cái bóc luôn á, nó rất là giòn nha. Đậu bắp ngâm với nước muối xong thì các bạn rửa sạch lại khoảng 2-3 lần nước nhé. Mình sẽ đun sôi khoảng nửa nồi nước để mình luộc đậu bắp nhé. Nước phải thật là sôi thì mình mới cho đậu bắp vào luộc nha các bạn. Mình để nguyên trái mình cho vào luộc sơ qua tầm khoảng 3 phút. Bây giờ thì các bạn thấy nè, đậu bắp nó đã chuyển sang cái màu xanh rất là tươi luôn. Wow, rất là xanh nha. Lúc này thì mình sẽ vớt đậu bắp ra. Các bạn không có luộc lâu quá nha, luộc lâu quá thì đậu bắp nó mềm lắm, mình ăn nó mất cái độ giòn đó. Mình cho đậu bắp ra ngoài một cái tô, rồi sau đó mình sẽ cho nước đá vào. Mình chế vào ít nước nha các bạn, để cho nó mau lạnh đó. Mình ngâm đậu bắp ở trong nước đá như nè, nó sẽ giúp cho đậu bắp được xanh và giữ được cái độ giòn lâu nữa. Mình ngâm khoảng 5 phút nha các bạn. Ngâm xong rồi thì các bạn vớt đậu bắp ra, mình vô trong cái rổ để cho nó thật là rõ nước. Mình cắt bỏ hai cái cùi đậu bắp nha các bạn. Trái nào dài thì các bạn xắt ra làm hai và mình xắt hơi xéo như vậy. Còn trái nào ngắn thì các bạn có thể để nguyên trái luôn cũng được. Đây như các bạn thấy những cái trái đậu bắp này nè, nó ngắn ngủn nè, nhỏ xíu à. Cho nên là mình sẽ cắt hai cái đầu cùi này thôi. Rồi đậu bắp xắt xong mình sẽ cho vào cái rổ. Rồi tiếp theo mình sẽ đi băm tỏi nha. Phần tỏi thì các bạn băm như thật là nhuyễn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ đi trộn nước gia vị luôn. Đây mình sẽ cho hết phần hạt nêm vào trong cái chén dầu hào. Rồi mình cho hết phần đường vào luôn nhé. Rồi mình sẽ cho thêm 1 muỗng canh nước nữa. Mình trộn đều cái chén nước gia vị này lên luôn. Rồi mình đã chuẩn bị xong hết rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi phi tỏi để mình xào đậu bắp nha. Mình cho vào trong chảo khoảng 3 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi băm nhuyễn vào. Mình sẽ phi cho thơm lên nhé. Lúc phi tỏi thì mình sẽ để lửa nhỏ thôi nhé, để tránh tỏi nó bị cháy khét đó. Và wow, mùi tỏi lúc này rất là thơm luôn đấy các bạn ơi. Các bạn phi sao cho tỏi nó hơi vàng rồi mình sẽ đổ ra cái rây nha. Trong lúc phi thì mình cũng sẽ đảo thường xuyên như vậy nè, để tránh tỏi của mình á, chỗ nó bị vàng đậm, chỗ nó vàng nhẹ, nó không có đều nhau. Tỏi các bạn phi cho nó vừa vàng tới như vậy nè, rồi mình đổ ra ngoài cái rây nha. Sau đó các bạn dàn tỏi đều ra để cho nó không có bị đóng cục đó. Các bạn thấy cái màu vàng của tỏi nè, nó vàng nhạt thôi nhé, không vàng đậm nha các bạn. Vàng đậm thì tỏi mình ăn nó sẽ dễ bị đắng lắm á. Rồi mình dùng cái chảo mà mình vừa phi tỏi đó để mình xào luôn. Mình sẽ cho vào trong tô là 1 muỗng canh cái phần dầu khi nãy mình phi tỏi đó các bạn, cho nó thơm nha.
Rồi tiếp theo là mình sẽ cho đậu bắp vào luôn. Mình sẽ cho cái nước gia vị khi nãy mình khuấy đó các bạn, mình sẽ đổ hết vào luôn nhé. Và xào đều lên nha. Sau khi xào đậu bắp thì mình sẽ xào với lửa lớn để giúp cho đậu được xanh giòn hơn. Đậu này thì khi nãy mình cũng đã luộc sơ qua rồi đó các bạn, cho nên khi mà mình xào thì nó cũng rất là mau chín. Mình xào tầm khoảng 2 phút nhé. Và mình sẽ cho dầu mè vào nha các bạn, cho cái món xào của mình nó được thơm đó. Sau đó mình sẽ cho cái phần tỏi khi nãy mình phi nè. Đó, mình rắc lên mặt như vậy nè các bạn, nhìn cho nó hấp dẫn. Mình tắt bếp luôn nha. Wow, cái mùi đậu bắp rất là thơm nha các bạn. Mình sẽ trang trí một ít ớt vào. Và wow, các bạn nhìn cái món đậu bắp xào của mình nè, xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng. Món này mình sẽ ăn cùng với cơm trắng nè. Và nước tương tỏi ớt. Rắc vào một ít tiêu xay cho nó thơm thơm nha các bạn. Với lại nó có cái vị the the nữa. Wow, các bạn nhìn nè, cái trái đậu bắp xanh mướt luôn. Nhìn rất là ngon ấy. Mình sẽ chấm với lại nước tương tỏi ớt. Wow, công nhận cái trái đậu bắp này mình nhai nó giòn giòn nè. Và cắn vào trong á các bạn, cái hộp á nó bùm bụp vậy đó, rất là đã miệng luôn. Cái món này mà mình ăn với cơm thì chỉ có việc là hao cơm thôi. Mình chúc cho các bạn làm thành công với món đậu bắp xào tỏi này. Và nếu yêu thích video của mình thì hãy like nè, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.